một trận đấu quan trọng, nhưng Tony Abaji đã có một thế trận phòng ngự không tốt khiến cho đội chủ nhà phải nhận hai bàn thua. Bỏ ra. Ôi giời ơi. Một pha va chạm giữa Văn Hạnh và Đỗ Melo. Thẻ đỏ dành cho Văn Hạnh, thẻ vàng thứ hai. Văn Hạnh luôn luôn là như vậy. Lúc này là lúc mà cầu thủ cả hai bên cần phải bình tĩnh hơn. Thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai là 6 phút. 6 phút cho những nỗ lực của Dược Nam Hà Nam Định. Epane! Diego! Quá đáng tiếc. Lẽ ra Diego phải làm tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Và can thiệp kịp thời của Adriano Smith. Trận đấu đang diễn ra có thể nói hết sức sôi nổi. Nam Định cần phải hết sức tập trung những tình huống phản công của các cầu thủ Hải Phòng. Tony Abaji. Xuân Tân. Phần trường của Đinh Xuân Việt. Kỳ trái là Trần Mạnh Cường. Như vậy là trọng tài Hoàng Mạnh Hà xác định đã có lỗi của Adriano Smith đối với Trần Mạnh Cường. Tình huống cố định như thế này sẽ rất nguy hiểm khi bên trong đó là Đỗ Melo và Rafael Sơn. Chắc chắn cả Tony Abaji cũng sẽ lên tấn công trong tình huống này. Một trận đấu quan trọng, nhưng Tony Abaji đã có một thế trận phòng ngự không tốt khiến cho đội chủ nhà phải nhận hai bàn thua. Một pha va chạm giữa Văn Hạnh và Đỗ Melo. Cả hai đều không vừa. Có lẽ Văn Hạnh cũng không đau đến mức như vậy. Thời gian đang dần trôi về những phút cuối cùng, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Liệu các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định có một lần nữa san bằng được tỷ số ở trận đấu này hay không? Thẻ vàng dành cho đội trưởng bên phía Dược Nam Hà Nam Định. Cả Văn Hạnh và Đỗ Melo đều phải nhận thẻ. Một quyết định chính xác của trọng tài Hoàng Mạnh Hà. Đánh đâu? Không vào! Một lần nữa thì Văn Toàn lại xuất sắc sau pha không chiến của Đỗ Melo. Rất đáng tiếc cho Nam Định. Nếu như tỷ số là 3 đều thì chắc chắn đây sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Thời gian không còn nhiều nữa. Thẻ đỏ dành cho Văn Hạnh, thẻ vàng thứ hai. Văn Hạnh luôn luôn là như vậy. Lúc này là lúc mà cầu thủ cả hai bên cần phải bình tĩnh hơn. Văn Hạnh là cầu thủ thi đấu rất máu lửa, nhưng đôi khi sự máu lửa của anh lại không đúng lúc. Nói đến Văn Hạnh, người ta nhớ đến tình huống vào bóng của anh đối với Văn Thành của anh Gia Lai. Một tình huống mà các trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Tài Hoàng Ngọc Hà không chần chừ rút cho Văn Hạnh một cái thẻ vàng thứ hai. Có lẽ như trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã rút thẻ vàng vì lỗi hành vi của Văn Hạnh
căng thẳng cả bên ngoài sân. Giây cuối cùng của trận đấu rồi. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để cho Nam Định có thể nghĩ tới bàn thắng san bằng tỷ số. Không được. Đây không phải lần đầu tiên trong trận đấu này thì Đoàn Thành Trường đã có những tình huống đá phạt có thể nói là không thành công. Bóng đi rất thiếu chính xác. Quảng Nam đang dẫn Đà Nẵng 3-1. Niềm vui của các cổ động viên Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Có lẽ là sau tình huống phát bóng của Văn Toàn thì trận đấu này sẽ kết thúc. Vẻ mặt rất buồn của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Có thể nói là thành công ngoài mong đợi của Hải Phòng. Rất nhiều cung bậc cảm xúc trong trận đấu này. Diabazi. Của Mạnh Hùng. Phút bù giờ thứ 8. Như vậy là cơ hội có lẽ đã không còn đối với Dực Nam Hà Nam Định. Như vậy cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng chung cuộc nghiêng về đội khách Hải Phòng với tỷ số là 3-2. Hải Phòng đã chính thức trụ hạng trước một vòng đấu. Trong khi đó thì Dược Nam Hà Nam Định sẽ phải làm khách ở trên sân Vinh ở vòng đấu cuối cùng của nhóm B.